Mê Khủng Long TV xin chân thành gửi lời cảm ơn món quà từ bạn United States of America. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Mê Khủng Long TV không ngừng sáng tạo và cải thiện nội dung. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng là các bạn không bị dài cổ khi phải chờ đợi nội dung mới của chúng tôi. Nếu các bạn hỏi một người bất kỳ rằng vua của khủng long là giống loài nào thì nhiều khả năng câu trả lời bạn nhận được sẽ là T-Rex. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thời gian, giống loài mà chúng ta gọi là T-Rex chỉ xuất hiện từ khoảng 68 triệu năm trước và sự tồn tại của chúng đã bị cắt đứt khoảng 2 triệu năm sau đó bởi sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận. Trong khi ấy thì sự hiện diện của nhóm động vật gọi là khủng long được ghi nhận bắt đầu từ rất lâu trước đó, khoảng 233 triệu năm. Giai đoạn mà chúng ta nghĩ rằng T-Rex chỉ vì trái đất và các loài khủng long khác, thật sự chỉ là một giai đoạn rất rất ngắn trong lịch sử khủng long. Đấy là chưa kể địa bàn của T-Rex chỉ thu hẹp trong phạm vi Bắc Mỹ chứ không phải là toàn thế giới. Nói như vậy có nghĩa là những thời đại trước T-Rex và những khu vực không phải Bắc Mỹ cũng có những vị vua khủng long khác trị vì, đứng đầu chuỗi thức ăn và gieo nơi khiếp sợ cho những loài khủng long khác, những nhóm động vật khác hay nói chung là con mồi của chúng. T-Rex cứ coi như là vua của Bắc Mỹ cuối kỷ phấn tráng đi, thì vào cuối kỷ Jura cũng có một giống khủng long đạt được vị thế gần như tương đương. Vâng, ngày hôm nay cùng chúng tôi tìm hiểu về vị chúa tể đích thực của kỷ Jura, Allosaurus. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Nguồn gốc của cái tên Allosaurus đã khởi đầu từ một sự kiện kỳ lạ trong lịch sử gọi là cuộc chiến xương The Bone Wars. Đó là tên gọi mà sử sách dùng để mô tả những sự kiện gay gắt diễn ra giữa hai nhà cổ sinh vật học Othniel Charles Marsh và Edward Drinker Cope. Bắt nguồn từ sự ganh ghét và đố kỵ lẫn nhau, cũng như có thể cả những hiểu lầm nữa, Marsh và Cope đã lao vào một cuộc chiến dù không có tiếng súng, nhưng lại có rất nhiều tiếng thuốc nổ, hay một cuộc chạy đua nhằm xem ai tìm được nhiều khủng long hơn. Cuộc chiến này đã mang lại nhiều thành tựu cho ngành cổ sinh non trẻ tại Mỹ, phát hiện nhiều loài khủng long mới nhưng cũng để lại nhiều hậu quả xấu. Allosaurus chính là một giống khủng long mới xuất hiện từ trong cuộc chiến đó. Trên thực tế thì trước khi cuộc chiến xương diễn ra, người ta đã tìm được một số hóa thạch của Allosaurus nhưng lại gán cho một số chỉ khủng long khác đã có ở châu Âu, chẳng hạn như những chiếc xương được Ferdinand van der Veer Heiden tìm thấy vào năm 1869, được gán cho chi khủng long Pachylopleuron. Về sau Heiden mới lập ra một chi khủng long mới cho những hóa thạch này, đó là Antrodemus. Sau khi cuộc chiến xương bắt đầu vào năm 1877 thì Marsh đã thu thập được mảnh xương sườn, xương răng, xương ngón chân, xương cánh tay và quan trọng nhất là ba đốt sống của một loài khủng long ăn thịt lớn. Marsh quyết định đặt cho nó cái tên Allosaurus fragilis, trong đó tên chi Allosaurus mang ý nghĩa là thần lằn khác biệt, có tên loài fragilis có nghĩa là mỏng manh. Vậy thì Allosaurus khác biệt và mỏng manh như thế nào? Theo mô tả của Marsh, một số đốt sống của con khủng long này có vết lõm hình lòng chảo ở cả mặt trước lẫn mặt sau. Ông cho rằng những vết lõm này tạo thành các khoảng trống giữa các đốt sống, khiến cho khối lượng của chúng nhẹ hơn nhưng cũng dễ gãy hơn. Do khi đó, điều này chưa từng được quan sát thấy trên đốt sống của các loài khủng long khác. Chính vì thế, Marsh mới gọi loài khủng long mới là thần lằn khác biệt, tức là Allosaurus. Không dừng lại ở đó thì Marsh và các cộng sự còn tiếp tục khám phá thêm nhiều hóa thạch tương tự. Tuy nhiên, vì để chiếm ưu thế trước đối thủ là Edward Drinker Cope, Marsh đã cố gắng thành lập thật nhiều chi và loài mới dựa trên số hóa thạch này, và thế là chúng ta có một loạt danh pháp như Apatodon, Creosaurus, Epantherias, Labrosaurus. Nhưng đánh giá lại sau đó, khởi đầu với Charles Gilmore vào năm 1920 đã xác định tất cả những danh pháp này cùng với Allosaurus năm 1877 và Antrodemus của van der Veer Heiden trước đó đều thuộc về cùng một giống khủng long. Đến lúc này thì một vấn đề mới lại nảy sinh, cái tên nào sẽ được chọn làm danh pháp thống nhất cho giống khủng long này? Về nguyên tắc thì Antrodemus là ứng cử viên số 1 vì nó xuất hiện đầu tiên và Allosaurus chỉ là ứng cử viên số 2. Trên thực tế thì Antrodemus đã được sử dụng như danh pháp chính thức của chi khủng long mà chúng ta vẫn gọi là Allosaurus ngày nay trong suốt hơn 50 năm từ năm 1920 đến giữa thập niên 1970. Đến thập niên 1960 đến 1970, sau khi hàng loạt hóa thạch Allosaurus được khám phá tại khu mỏ Cleveland Lloyd ở bang Utah, các nhà khoa học mới có dịp đánh giá đầy đủ hơn về đặc điểm giải phẫu học của chi khủng long này. Và trong công trình nghiên cứu xuất bản năm 1976, nhà cổ sinh vật học James Henry Mason cho rằng Allosaurus mới là danh pháp nên được sử dụng vì danh pháp Antrodemus vốn được xác định dựa trên những hóa thạch có mức độ bảo quản rất kém, các đặc điểm giải phẫu học không rõ ràng và thậm chí địa điểm khai quật cũng mập mờ. Đề nghị của James Henry Mason được chấp nhận và cuối cùng Allosaurus trở thành danh pháp chính thức như chúng ta biết cho đến tận ngày nay. Ngoài Bắc Mỹ thì người ta còn phát hiện hóa thạch của Allosaurus tại Bồ Đào Nha. Ngày nay thì đã có 3 loài thuộc chi Allosaurus được xác định, bao gồm loài điển hình Allosaurus fragilis, loài thứ hai tại Bắc Mỹ Allosaurus chimaceni và loài châu Âu Allosaurus europaeus.
Dù có lịch sử danh pháp tương đối phức tạp thì có một điều không thể chối cãi rằng Allosaurus là một trong những giống khủng long ăn thịt có số lượng bộ xương hóa thạch nhiều nhất và có độ hoàn chỉnh thuộc dạng cao nhất từ trước đến giờ. Hóa thạch của Allosaurus được tìm thấy tại khu mỏ Cleveland Lloyd ở Utah, cũng là trường hợp hiếm thấy khi một giống khủng long theropod chiếm đa số trong một bãi xương, với tổng cộng khoảng 46 cá thể Allosaurus được xác định trong số 76 cá thể khủng long đủ loại. Việc hóa thành khủng long ăn thịt lại là khủng long ăn thịt hàng đầu, tập trung với mật độ lớn đến vậy trong cùng một khu vực là điều có 102 trong lịch sử ngành cổ sinh. Nhiều nghiên cứu khoa học đã được viết về khu vực này và đề ra nhiều giả thuyết, chẳng hạn như một đàn Allosaurus bị mắc kẹt trong một đầm lầy, bị lũ lụt nhấn chìm hay là một cái chết tập thể do hạn hán. Dù chưa có câu trả lời chính xác thì điều quan trọng là số lượng xương cũng như mức độ bảo quản tốt tại đây đã giúp Allosaurus trở thành một trong những chi khủng long ăn thịt lớn được khoa học hiểu biết nhiều nhất, thậm chí là còn hơn cả T-Rex. Allosaurus từng sống vào giai đoạn Jura muộn, cách chúng ta khoảng 155 đến 145 triệu năm trước. Các nhà cổ sinh nào tin rằng Allosaurus từng thống trị hệ sinh thái của nó, là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, mặc dù cùng chung hệ sinh thái với Allosaurus có những chi khủng long ăn thịt đáng gờm khác như Tarkosaurus, Saurophaganus, Ceratosaurus. Tại hệ tầng Morrison thì hóa thạch của Allosaurus chiếm đến 3/4 số lượng mẫu vật khủng long chân thú, gợi ý rằng nó chính là thời theropod ăn thịt thành công nhất tại đây, với thức ăn là những con sauropod như Brachiosaurus, khủng long hông chim như Camptosaurus cho đến đám Stegosaurus với gai nhọn trên lưng và đuôi. Nó đã làm điều đó như thế nào? Về mặt kích thước thì qua các ước tính, Allosaurus có chiều dài trung bình 8,5m và cá thể lớn nhất có thể đạt chiều dài gần 10m, thậm chí là còn có những ước tính lớn hơn nhưng không được công nhận rộng rãi. Chúng có thể cân nặng trung bình từ 2,5 đến 3 tấn. Tuy nhiên, Allosaurus không phải là loài săn mồi lớn nhất trong hệ sinh thái của nó. Ước tính dựa trên hóa thạch cho thấy có những chi theropod ăn thịt khác như Saurophaganus có chiều dài lên đến 10,5m hay Tarkosaurus cũng có chiều dài khoảng 10 đến 11m. Các nhà cổ sinh vật học cũng không đánh giá cao lực cắn của Allosaurus và cho rằng lực cắn của chi khủng long này chỉ đạt mức trung bình so với kích thước của nó, nên không thể so sánh với những cô máy nghiền xương của thời đại khủng long như T-Rex. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng cấu tạo hàm và răng của Allosaurus cực kỳ thích hợp cho việc xé những mảng thịt lớn khỏi cơ thể con mồi như một chiếc mã tấu. Thậm chí có người còn đề xuất rằng Allosaurus có thể biến con mồi thành một nồi cơm thạch xanh di động bằng cách ăn những mảng thịt sống từ con mồi nhưng không đủ để khiến con mồi chết đi, và sau đó nó lại hồi phục để tiếp tục trở thành bữa ăn cho Allosaurus trong tương lai. Nghe có vẻ hơi ghê rợn đúng không nào? Khả năng săn mồi của Allosaurus còn được đánh giá cao ở khả năng nghe và phát hiện mùi, với hành khứu giác lớn và tay trong giống của các loài cá sấu, có thể nghe tốt âm thanh ở tần số thấp. Một trong những giả thuyết gây tranh cãi nhất về Allosaurus chính là việc đi săn theo đàn. Sự tập trung số lượng lớn hóa thạch Allosaurus tại cùng một địa điểm cũng như những con sauropod khổng lồ có thể là con mồi tiềm năng của Allosaurus khiến một số nhà nghiên cứu cho rằng hẳn Allosaurus phải sống tụ tập thành bầy và săn mồi cũng theo bầy để có thể hạ gục những con sauropod lớn gấp nhiều lần nếu không chỉ săn những con non chưa trưởng thành. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu khác lại không đồng tình và cho rằng mật độ hóa thạch Allosaurus chỉ là kết quả của việc tụ tập để ăn xác một con mồi to lớn nào đó hoặc của một thảm họa tập thể. Bản thân việc săn mồi theo bầy cũng hiếm khi diễn ra ở các loài động vật hai cung hiện đại, bao gồm kỳ đà, cá sấu và chim, nên khả năng xảy ra chuyện này ở khủng long khá thấp, dù câu trả lời chính xác có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ. Dù vậy thì hầu hết các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Allosaurus là một con khủng long săn mồi chủ động, nhanh nhẹn với đôi chân dài. Cũng như câu chuyện đã xảy ra với Tylosaurus, Prognathodon và Mosasaurus, Allosaurus của các giống khủng long ăn thịt khác đã có sự phân chia ngách sinh thái và săn những con mồi khác nhau. Và cuối cùng có một câu hỏi mà có lẽ nhiều fan của Allosaurus sẽ muốn tìm câu trả lời. Tại sao Allosaurus được tìm thấy trước, cũng là một loài khủng long hùng mạnh từng thống trị hệ sinh thái cuối kỷ Jura, lại không thể nổi tiếng như loài khủng long sinh sau đẻ muộn là T-Rex? Ngoài vấn đề về kích thước vượt trội của T-Rex, có lẽ còn hai nguyên nhân nữa. Thứ nhất đó là lịch sử định danh có phần phức tạp của Allosaurus. Như đã nói thì phải đến thập niên 1970 cái tên Allosaurus mới được thống nhất sử dụng thay cho Antrodemus, trong khi đó T-Rex đã gây ấn tượng từ năm 1915, một khoảng cách quá lớn về thời gian để có thể săn lấp. Thứ hai, sự xuất hiện của T-Rex diễn ra đúng vào thời điểm văn hóa và các phương tiện truyền thông đại chúng phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Điều đó khiến cho việc quảng bá hình ảnh và tên tuổi của T-Rex thuận lợi hơn bao giờ hết. Thậm chí là T-Rex còn thay thế cả Allosaurus để xuất hiện trong bộ phim bom tấn đề tài khủng long đầu tiên, đó là The Lost World. Đó quả là điều đáng tiếc cho Allosaurus, nhưng cũng là định mệnh của lịch sử. Dù vậy thì cũng có những người yêu thích khủng long vẫn dành sự quan tâm cho giống khủng long ăn thịt hàng đầu của kỷ Jura này. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy yêu thích những nội dung của Mê Khủng Long TV thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi những video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.